Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem về quá trình mình làm được một game như thế này, trong khi mình không có một tí kinh nghiệm gì về lập trình game trước đó cả. Game này được mình làm cách đây là hơn một năm, chính xác hơn là vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Đây thực ra là một bài tập mà mình phải làm để lấy điểm ở trường. Mình được yêu cầu lập trình một game về chủ đề bất kỳ, sử dụng xe công cộng và thư viện SDL. Vấn đề ở đây là mình mới học lập trình được 3 tháng, mình còn chưa nhớ hết các cú pháp về lập trình cơ. Sao mày là ông trại? Làm một game lúc bấy giờ đối với mình dường như là không thể. Nhưng mà mình không còn lựa chọn nào khác cả. Một là làm, hai là cút và năm sau học lại. Thế nên là như một người bình thường, khi muốn học một cái gì đó mới thì mình tìm ở trên YouTube. Mình có tìm thấy một series này và có một trang web tên là Lazy Fool. Sau khi xem hết toàn bộ video trong cái series đó và đọc hết từng dòng chữ trên trang Lazy Fool, thì mình có tự tin là mình đã sẵn sàng để bắt đầu làm con game này và lấy A cộng. Có thể là phải đợi thêm vài ngày nữa. Và sau khoảng một vài ngày nữa thì lúc này mình đã thực sự tự tin 100%. Mình sẽ làm một game bom tấn và lấy được con A cộng. Trong khoảng thời gian này mình có chơi một game tên là Tower Fortress trên điện thoại. Game này nó nói về một con robot nhảy lên tòa tháp, giết quái vật và phá hủy một cái máy gì đó. Boom, hết game. Nó đùa thế thôi chứ game này chơi giết thời gian thì cũng vui lắm. Vậy là mình quyết định làm một game tương tự như thế này nhưng mà theo chiều ngang. Mình có lên mạng và tìm hình ảnh của nhân vật trong game đấy và vẽ lại giống y như đúc. Sáng tạo thật đấy. Mình có định dùng con nhân vật này vào game luôn nhưng mà đột nhiên đứa trẻ trong tiềm thức của mình trỗi dậy. Cơ thể mình tràn đầy sự sáng tạo. Mình bắt đầu vẽ. Sau một lúc ngồi nghịch cái phần mềm vẽ thì mình đã hoàn thành một nhân vật với các cấu trúc tương tự nhưng mà khác cái trang phục bên ngoài. Và mình gọi nó là Metal Knight, kỵ sĩ kim loại. Bởi vì nó làm bằng kim loại và nó là kỵ sĩ. Kỵ sĩ thì thường dùng kiếm với khiên phải không? Nhưng mà mình thích súng nên là không có kiếm gì cả, chúng ta dùng súng. Sau đó mình thêm một vài animation cho nhân vật như là chạy, nhảy và rơi. Hiện tại thì nhân vật chính của chúng ta chỉ đứng yên một chỗ, nên mình có viết thêm code để di chuyển bằng WASD và bắn bằng chuột trái. Sau đó mình có xuất bản nó ra và chúng ta đã có một nhân vật. Vậy, đợi mình một chút. Và chúng ta đã có Metal Knight. Tiếp đến thì mình bắt đầu tạo level để nhân vật của chúng ta có chỗ mà chạy nhảy. Thì lúc đầu mình chỉ định tạo một cái level cố định. Nếu người chơi chạy hết level là game sẽ kết thúc. Nhưng sau khi mình cho thầy xem game của mình, thầy bảo mình là sao em không làm một cái level vô tận. Sao mình không nghĩ đến cái này nhỉ? Vậy là mình xóa cái level cũ đi và vẽ thêm 15 level vô tận mới. Ý tưởng là mình sẽ có 3 level cùng xuất hiện trên màn hình. Nếu người chơi di chuyển đến level thứ 3 thì level thứ nhất sẽ được di chuyển đến cuối và nó sẽ thay đổi thành một trong 15 cái level mình đã vẽ sẵn. Và cái quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Nghe đơn giản nhỉ? Chắc là không có khó khăn gì sẽ xảy ra đâu. Vai cả nhân vật chính của chúng ta giờ đã có một nơi để chạy nhảy nhưng nó vẫn trống trải ở đây. Vậy là mình quyết định thêm đối thủ cho nhân vật của mình. Mình gọi nó là Undead Skeleton. Bởi vì nó làm từ xương và nó... Kệ con mẹ nó đi. Tương tự như con kỵ sĩ thì mình cũng tự vẽ con người xương này. Và để quái vật xương này có thể di chuyển thì mình đã viết một con AI đơn giản để điều khiển nó. Nó có thể tự động di chuyển đến vị trí của người chơi nếu người chơi ở trong tầm nhìn. Và khi đến đủ gần thì nó sẽ tấn công. Khi gặp vật cản thì nó sẽ biết quay đầu lại. Và nó có biết làm cả trò này nữa cơ. Hơi điểm.
Để thêm thử thách thì mình đã thêm một cái vụ nổ ở đằng sau, và nếu nhân vật chạm vào thì game sẽ kết thúc. Cái này sẽ tạo một áp lực cho người chơi để tiến về phía trước. Mình cũng có thêm một số hiệu ứng âm thanh cho game, ví dụ như là nhảy, tiếng bước chân, bắn súng, vân vân, và một hệ thống menu. Hình nền của phần menu thì mình để tạm con chó ở đây vậy, bởi vì tài năng của mình có hạn mà. Cuối cùng thì mình có đăng code lên GitHub và nộp bài. Mình có xem qua game của mọi người ở cùng lớp thì hầu như mọi người đều sử dụng các thuật toán rất là phức tạp hơn rất nhiều so với game của mình. Mình sợ rằng là mình sẽ không được điểm cao, nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, mình vẫn được điểm tuyệt đối. Yay. Và đó là quá trình mình tạo ra game đầu tiên của mình sử dụng SDL. Nó không bom tấn lắm nhưng mà đối với game đầu tay thì có thể chấp nhận được. Mình sẽ kết thúc cái video tại đây, thì nếu mọi người thích hãy bấm like, đăng ký kênh và tạm biệt mọi người.